Xin chào tất cả các bác, các anh, các chú. Hôm nay em lên video giới thiệu cho tất cả các bác một số các hàng đồ tháo máy. Bác nào có nhu cầu mua hàng có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại hàng Nhật Bãi Long Hợi theo hai số điện thoại đặt hàng 0975 275 636 hoặc số điện thoại 0942 453 417. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc. Bác nào ở gần thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp. Bác nào ở xa thì bên em sẽ có ship hàng đến tận nơi. Trên video thì em có đánh số thứ tự và giá tiền theo từng mẫu hàng. Các bác có nhu cầu mua mẫu nào thì cứ chốt cho em theo mã số như trên video nhé. Giá trên video là giá tại cửa hàng chưa bao gồm tiền ship. Đơn hàng mà dưới 5kg thì tiền ship toàn quốc sẽ là 30.000. Trên 5kg đến 10kg quay đầu tiền ship sẽ đồng giá là 50.000 toàn quốc. Cái này thì tiền ship đang tính đồng giá theo cân nặng, không tính theo địa chỉ xa gần đâu ạ. Các bác xem video thì cho em xin nút like, đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Rồi bây giờ đầu tiên em xin phép quay vào mẫu số 1 nhé. Xem video nếu mà em quay không được rõ được chi tiết mẫu nào, các bác có cần xem lại tem thông tin thì các bác cứ chọn số vào trong Zalo thì em sẽ chụp ảnh lại để các bác xem nhé. Đây đầu tiên là mẫu số 1. Số 1 ở đây em đang có bộ combo gồm các cái áp này. Cái này là áp một pha kiểu áp đơn đấy các bác. Điện 220 nhá. Đây. Những cái mẫu này nó có 2A, 3A này, 7A. Nguyên combo này gồm 2, 4, 6 này, 8 này, 10, 12, 14, 16 chiếc ạ. Combo gồm 16 chiếc của mẫu số 1 đó các bác. Combo có giá là 150.000 nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 2. Số 2 ở đây em đang có bộ combo gồm các cái dây này. Combo này rất là nhiều các cái dây nhá. Dây thì hình thức rất là mới và đẹp. Cái này kiểu như cái chưa xài luôn đấy các bác. Đây, đây là cái đầu. Như này là một sợi này. Đây, cái này nó đang bó vào nhau như này nhá. Nó sẽ có một cái đầu chính như này là 6 cái giác cắm. Bên này chuyển ra đây là 4 cái nha các bác. Nguyên combo đầy một rổ này luôn, hàng mới nguyên luôn các bác. Mẫu số 2 combo này có giá là 150.000. Đấy, bác nào chốt combo này thì báo em nhá. Mới tinh luôn ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 3. Đây là combo của mẫu số 3. Số 3 mẫu này cũng là mới này các bác. Đây là cái phần chân giác cắm bên trên này của nó nhá. Bên dưới đây. Đấy, nó sẽ có này. Cứ một cụm này sẽ có là 5 cái đầu chân giác cắm nha các bác. Nguyên combo mới tinh luôn, hàng đẹp. Đây là có cả mẫu này. Cái này là cái dây gì đây? Cái này kiểu như cái một cái cảm biến này. Đấy, đây là combo của mẫu số 3 này. Combo này có giá là 120.000. Là nguyên tất cả trong rổ luôn nha. Đấy, bác nào mà đang cần các cái mẫu dây giác cắm này thì mình chốt liền luôn này. Mẫu số 3 120.000, nguyên combo đầy rổ luôn ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 4. Số 4 là bộ combo này. Đây. Đây các bác này, đấy. Nó sẽ là một kiểu khác như này nhá. Cũng mới rất là mới và đẹp luôn. Nó giống như kiểu hàng chưa xài luôn đấy các bác. Đấy. Lâu lâu mới có ít chân giác cắm thôi các bác ạ. Đẹp lắm nha các bác. Nguyên combo một rổ như này là của mẫu số 4, combo này có giá là 100.000 thôi ạ. Bác nào cần mẫu này mình chốt liền nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 5. Số 5 là cái lọc ạ. Cái này là bộ combo gồm 2 chiếc lọc này. Đây nó ghi là điện AC 250V 15A nhá. Ốc vẫn còn nguyên đầy đủ này. Nó sẽ đo cái kích thước. Kích thước phần thân bản rộng là 6.3cm, chiều dài là 12.5cm nhá. Cái này là 15A này. Còn cái này là 10A hàng Hàn Quốc nhá. Hình thức mới đẹp ạ, còn nguyên không bể vỡ. Mẫu số 5 combo 2 chiếc có giá là 150.000. Còn đây là mẫu số 6. Mẫu số 6 này, mẫu này là điện 250V 30A nhá. Cái này là hàng Hàn Quốc. Ốc vẫn còn nguyên đầy đủ, cũng còn nguyên không bể vỡ này. Mẫu này có 2 chiếc, một chiếc màu trắng này, một chiếc màu tem xanh. Mẫu này là 30A nha các bác. Mẫu số 6 150.000 một cái, đang có 2 chiếc. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 7. Số 7 combo gồm 2 chiếc này. Cái này là AC 250A 10A này. Bản rộng 6cm, chiều dài phần thân đo được là 10cm nhá. Mẫu này là 10A, cũng là hàng Hàn Quốc luôn. Mẫu này cũng 10A rồi các bác, 2 chiếc giống nhau. Combo 2 chiếc còn nguyên không bể vỡ. Mẫu số 7 có giá là 120.000 2 cái. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 8. Số 8 là bộ combo này. Mẫu này là 6A 250V Made in Korea. Phần thân bản rộng 5cm, phần đế bản rộng 9cm. Cái mẫu này có 2 chiếc. Còn mẫu này Made in Korea 10A hàng Hàn Quốc này, cũng điện 250V nha các bác. Hình thức cũng còn mới đẹp, không có bị bể vỡ gì cả. Tổng combo 3 món mẫu số 8 có giá là 150.000 3 chiếc ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 9.
Số 9 đây em có một cái mẫu cục nguồn này. Cái này nó còn cả cái phần chân rắc cắm bên trên của nó vẫn còn nhá. Mẫu này hình thức còn mới và đẹp. Phần thân bản rộng 8 cm, chiều dài 15 cm. Ở đây nó có cổng chân rắc cắm 3 chân. Bên này có một cái quạt tản nhiệt này. Trên đây nó có cái tem này. Cái này là có điện đầu vào từ 100 đến 240V. Điện ra có 3.3 V, 5V và 12V. 250W nhá. Hình thức đẹp mà các bác không có bị bể vỡ hay móp méo gì cả. Các bác chốt cho em là mẫu số 9 này. Có giá là 100.000 nhá. Em có một chiếc thôi. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 10. Số 10 là hai chiếc xi lanh kẹp này các bác này. Cái này là hàng SMC Made in Japan, phi 2 hành trình 20 này. Đấy, hình thức đẹp mới nha. Cái này phần thân bằng nhôm ạ. Phần thân để nguyên như này, bản rộng đo được là 6.5 cm. Đây, khi mà chưa mở ra nhá thì phần thân của nó sẽ được là 11.5 cm. Đây, kéo hết ra như này thì phần thân của nó sẽ được là 15.7 cm nhá. Combo này gồm hai chiếc ạ. Đây. Combo này hai chiếc này. Đấy, cùng một loại, cùng một thông số của mẫu số 10, combo hai món có giá là 200.000 hai chiếc ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 11. 11 là cái này. Cái này kiểu như cái mắt, cái len của cái camera ấy các bác. Camera ống nhòm đây này các bác. Đây bên trên nó sẽ có cái nút vặn như này. Hình thức còn mới đẹp, không có bị bể vỡ gì đâu nha. Cái này là hàng, một là các cái mẫu này thì nó sẽ là hàng Hàn Quốc hoặc là hàng Nhật Bản. Nó sẽ lẫn lộn hai loại nha các bác. Nhưng mà cái hàng này thì em không phân biệt được nó sẽ là hàng Nhật hay là hàng Hàn. Tại vì các hàng này thì em chưa gặp hàng tàu. Nó đẹp lắm các bác. Mẫu số 11 nhá, có giá là 100.000 một cái nha các bác. Nếu bác nào mua hết là được miễn ship. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 12. 12 là mẫu này. Bên dưới nó có cái phần đế có chân cài như này. Ở trên đây nó sẽ có cái tem này. Điện AC từ 100 đến 240V, 25W này. Bên dưới là DC 5.5V nhá. Đây mặt trước đây, DC 5V này, 25W này. Hình thức là đẹp, không có bị bể vỡ gì cả. Đây là mẫu số 12, có giá là 100.000 một chiếc. Mẫu này em đang có 3 chiếc nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 13. 13 là một cái bộ van điện. Bên trên đây sẽ có các cái van điện này. Điện DC 24V nhá. Gồm 2, 4, 6, 8 cái van điện. Đằng sau sẽ có cái phần thân lọc này. Cái này là hàng Nhật nha các bác. Đây, Made in Japan. Đây, phần ống chính bên này sẽ là ống 10. Hai bên là ống 10. Còn 4 cái ống này sẽ là ống 6 ạ. Phần hình thức là còn đẹp, mới, không có bị bể vỡ gì cả. Cái bộ van điện này là của mẫu số 13. Có giá là 150.000 thôi ạ. Đẹp lắm. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 14. Số 14 là cái này, bên dưới có cả chân cài này. Đây là cái phần mặt bích bên trên. Em thấy nó kia là điện từ 100 đến 240V này. Còn phần bên trên là 12V này. Ốc vẫn còn đầy đủ. Bên sườn đấy sẽ có cái tem như này. Đấy. Nó giống như một cái dạng nguồn đấy các bác. Cái này là mẫu số 14 nhá. Có giá là 50.000 một chiếc. Mẫu này em đang có 5 chiếc đây. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 15. 15 ở đây em có bộ combo gồm 4 cái van điện này các bác. Cái này hàng nó giống như mới nguyên đấy các bác. Hàng đẹp quá này, van điện hai đầu, điện DC 24V 2.0W nhá. Kích thước phần thân này, con này tổng chiều dài của nó đo được là 16.5 cm, phần gen bằng đồng, ống là ống 6 nhá. Đây hai bên đầu vẫn còn cái phần dây điện này. Combo này tổng sẽ có 4 món. Combo này có 4 chiếc trong đây, còn là của mẫu số 15, có giá là 200.000, 4 cái nha các bác. Siêu đẹp luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 16. 16 là cái này. Đây là cái mẫu hộp số này, kiểu như nó thiếu một cái gì ở bên trong này rồi nhá. Cái này bên trên có một cái phần bu ly, ở đây em đo của nó là phi 16 này. Mẫu này phần lỗ ở đây em đo được của nó là 30. Mẫu này mặt bích đo được là 41. Chiều dài này, phần thân mẫu này chiều dài được 13 cm nhá. Đây là mẫu số 16, có giá là 100.000 một chiếc nha các bác. Mẫu này em đang có 3 chiếc đây. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 17, bộ combo gồm 4 chiếc. Ở đây nó sẽ có 5 cái cổng chân rắc cắm bên này. Bên đây sẽ có một cái, cũng là một cái cổng chân rắc cắm ấy các bác. Đây là cái mặt trước nó sẽ có các cái đèn báo nha. Đây đằng sau này, đây là cái phần tem ở đằng sau. Nó vừa có chữ Hàn Quốc lại vừa có cả chữ China nữa. Cái này phần thân bản rộng 9 cm, bên này được 8.2 cm nhá. Tổng combo gồm 4 món mẫu số 17, có giá là 100.000 4 chiếc. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 18. 18 là một chiếc motor này. Cái này bên trên này nó có cái phần vít me các bác. Còn bên dưới đây sẽ là cái phần dây trượt nha. Đấy. Bên trên này nó có cái tem này, Made in Japan. Cái này kiểu như motor step à.
Đây bên trên đây có cái phần dây điện như này. Hình thức em thấy cũng còn mới và đẹp nhá. Phần gen món này đo được là 8 ly. Kích thước phần thân này, phần thân của motor bản rộng 4 cm, để nguyên chiều dài cả khung được 11 cm nhá. Đấy. Cái này hành trình này, hành trình của nó được 4 cm nha các bác. À, đây là mẫu số 18 này, mẫu này của em có giá là 200.000. Đây em dơ cận cảnh các bác xem giúp em nhé. Đây là có cái tem trên đây nó ghi là 42W đấy các bác này. Đây bên trên cái tem vàng này này. Mẫu số 18 nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 19. 19 đây có một cái, cho này cái màn hình nó bị nứt nứt rồi các bác này. Đây sẽ có là mấy cái nút nhấn. Đây đằng sau sẽ có bên sườn này, có các cái cổng chân dắt cắm. Cái cổng này là điện 12V này. Bên dưới thì không có gì. Phần thân mặt bích bản rộng 10 cm, chiều dài là 13.5 cm nhé. Mẫu số 19 có giá là 100.000 các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 20. Bộ combo cùng các cái đèn này. Đây mẫu này bên ngoài bị cắt dây rồi nhá. Bên trong đây nó sẽ có cái đèn này. Cái này phần khung bằng nhôm. Đây nó ghi là 9.6V này. Mẫu này phần thân bản rộng 5 cm, chiều dài là 8 cm. Còn mẫu này, mẫu này dây còn dây vẫn còn phần khung nhôm nha. Phần thân bản rộng 4 cm, chiều dài 6 cm. Mẫu này có 3 chiếc. Mẫu này bên trong cũng có đèn này, cũng có dây điện luôn. Cái này là 12V này. Tổng combo này gồm 5 chiếc mẫu số 20, có giá là 130.000. 130.000 nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 21. 21 đây em đang có mấy cái đèn này. Đây là mặt đằng sau của nó này các bạn. Đây nó ghi là 12V. Chưa có kiểm tra test thì đâu các bác. Phần thân mặt bích bản rộng 7 cm, chiều dài là 19 cm nha. Còn mẫu này, đây đằng sau này, phần mặt trước bản rộng ở đây, khung của nó 6.5 cm, chiều dài đo được là 18 cm. Đây còn một cái đèn này nữa này. Tổng combo 3 món mẫu số 21 có giá là 100.000 3 chiếc. Tiếp theo chuyển qua mẫu 22. Mẫu đầu tiên ở đây nó có 3 cái cổng chân giắc cắm như này. Đây bên này cũng có này. Cái này là có một bên này thì là cái là nút nhấn thôi, còn đâu ba góc là đều có các cái cổng chân giắc cắm nhá. Đằng sau này, bên trên này là chữ Hàn Quốc, còn bên dưới này là Made in China nhá. Phần thân bản rộng 9 cm, chiều dài được 10 cm. Rồi tiếp theo chiếc thứ hai. Cái này ở đây là có cổng chân giắc cắm này, phần cầu điện bên dưới nó có cái chân giắc như này, bên dưới có cả chân cài. Mẫu này là đây bên sườn đây có cái tem của Mitsubishi Made in Japan này, không biết là cái gì. Tiếp theo mẫu thứ ba, ở đây hai bên này nó có hai cái cổng chân giắc cắm như này. Còn bên này thì không có gì. À đây bên này có này. Bên này có hai cổng chân giắc cắm luôn. Cái này là đây là cái phần ke của nó nha. Chiều dài mẫu này được 12 cm, bản rộng đo là 8 cm. Rồi tiếp theo mẫu thứ tư. Đây mặt trước đây sẽ có cổng chân giắc cắm với cả mấy cái đèn báo. Phần đằng sau này có cổng chân giắc cắm điện DC 5V này các bác. Phần thân bản rộng 7.5 cm, chiều dài 11 cm nhá. Tổng combo 4 món mẫu số 22. Combo này có giá là 100.000. Tiếp theo là mẫu 23. Đây, 23 có 3 món này. Chiếc đầu tiên trên đây nó ghi là điện từ 85 đến 264V, gạch chéo DC 24V Made in Korea nha. Bên dưới có cả chân cài. Hình thức cũng còn đẹp này, đây nó đang bị tung một chút đây, về các bác cài lại nha. Chiếc thứ hai. Ở bên này sẽ có là 5 cái cổng chân giắc cắm và đèn báo này. Đây nó ghi điện từ 12 đến 48V DC nhá, bên dưới có chân cài như này. Bên sườn có 3 cái chân giắc cắm này. Tiếp theo, đây là một chiếc nguồn. Cái này là điện từ 100 đến 240V, điện ra 12V 6A. Phần cầu điện vẫn còn đầy đủ này. Hình thức cũng còn đẹp. Phần thân bản rộng 9.5 cm, chiều bên này được 10 cm nhé. Tổng combo 3 món mẫu số 23 có giá là 150.000. Là 3 chiếc này. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 24. Là cái quạt này. Các bác này, cái quạt này đằng sau nó có cái phần mặt bích này bằng nhôm nhá. Quyết điện bao nhiêu đây? Cái này phần thân đấy bản rộng là 9, đường kính là 9.5 cm nhá. Đây là cái dây điện của nó có 4 màu này các bác này. Cái này là mẫu số 24, bán theo combo 100.000, combo gồm 3 chiếc nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 25. 25 cái này mặt bích bằng nhôm nha.
ở đây này, hai bên nó có giống như cái trục tròn hay là cái hơi các bác, đây này. Nó có cả cái lò xo ấy. Lúc mà đẩy đẩy như này nó nghe cả tiếng hơi luôn. Bên dưới này. Đấy. Nó sẽ có cái phần giống như cũng hơi giống như cái bàn trượt xi lanh hơi đẩy ra nữa. Cái này phần thân bản rộng là được bao nhiêu đây? 11.5 cm. Tổng chiều dài phần khung này đo được là 14.2 cm nhá. Mẫu số 25 có giá là 130.000 một chiếc. Hôm nay em đang có 2 chiếc. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 26. 26 là bộ combo này. Combo này gồm các cái van đồng hồ này các bác này, điện từ 12 đến 24V. Như mẫu em đang cầm là hàng SMC Made in Japan này. Bên dưới sẽ có hai cái đầu ống chia ra ống 6 nha các bác. Hình thức bên trên là còn đẹp mới, không có bị bể vỡ, ba nút nhấn vẫn còn. Đây, combo này là một loại này các bác này. Đây, cũng đều có ba nút nhấn hàng SMC nhá. Có dây đầy đủ luôn. Để em xem là mẫu này là bao nhiêu chiếc này? 2 này, 4 này, 6 này, 8 2 4 6 này. 8 này, 10, 12, 16 chiếc. 16 chiếc các bác, hình thức đẹp, không có cái nào bị bể vỡ gì cả. Mẫu số 26 combo này có giá là 200.000 nhá. Đấy, bác nào đang cần mẫu này thì mình chốt liền luôn ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 27. 27 là bộ van điện. Mẫu em đang cầm là điện DC 24V, van điện hàng SMC Made in Japan nhá. Bên này nó có cái đầu van ống sẽ là ống 6 này. Đấy, cái mẫu này là có 5 cái này. Đấy, còn đây là hai cái khác. Cái này là van điện một đầu hàng SMC, đầu ống bên dưới sẽ là ống 4 nhá. Cũng là điện 24V đấy các bác. Tổng combo sẽ có 7 chiếc của mẫu số 27. Combo này có giá là 100.000 thôi ạ. Hình thức là mới và đẹp ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 28. Đây, 28 là cái mẫu này. Ở đây, đây bên trên này, nó sẽ có là các cái cổng chân rắc cắm này. Cổng này điện 24V này các bác này. Đây, chỗ đây nó ghi là 24V này. Ở bên đây sẽ có một cái chỗ màn hình với cả bốn cái cổng chân rắc cắm bên trên đây. Đây bên này nó có cái tem này, cái này kiểu như cái hộp điều khiển của motor ấy các bác. Đây, ở đây nó có cái tem hàng Made in Korea nhá, điện 24V. Kích thước phần thân bên này em đo bản rộng là 10.5 cm, chiều dài là 15.5 cm nhá. Hình thức còn mới đẹp, không có bị bể vỡ gì cả. Mẫu số 28 em có giá là 150.000. Còn đây là mẫu số 29, đây bên sườn có cái tem hàng Made in Japan, điện AC từ 100V. Cái này cũng giống như cái hộp điều khiển đấy các bác. Đây bên đây sẽ điều khiển của motor. Đây là cổng chân rắc cắm, hình thức cũng còn đẹp này. 100V, 110V, 115V này. Hình thức còn rất là mới nhá. Mẫu này phần thân bản rộng 7.5 cm, chiều dài là 13.5 cm. Mẫu số 29, mẫu này của em có giá là 150.000 nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 30. 30 là một cái bộ van điện. Cái bộ van điện này em xem nào. Cái này là hàng Nhật này, Made in Japan nhá. Bên dưới này sẽ có hai cái đầu ống van, hai ở đầu là sẽ là ống 10 ạ. Bên trên đây sẽ có đằng sau này, sẽ có là 6 cái phần kiểu như cái phần cốc lọc ấy. Còn bên đây sẽ có là 2, 4 này, 6, 8, 10, 12. 12 cái đầu van điện, điện DC 24V nhá. Cái này chiều dài phần khung của nó được 19.5 cm. Hình thức là còn đẹp này. Ở bên này sẽ có cái đầu van ống 6 ấy ạ. Cái này là mẫu số 30. Cái bộ này của em sẽ có giá là 200.000 nhé. Đấy, bác nào chốt bộ này thì báo em này. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 21. À 30 rồi đến 31. Đây 31 đây. 31 đây có một cái bộ bàn trượt này các bác này. Cái này mặt bích bằng nhôm nhá. Mặt bích của nó sẽ là mặt bích vuông. Đây 6 cm vuông nha các bác. Còn chiếc này đây nó có cả cái phần dây điện này. Đây các bác, nó cũng giống như kiểu cái bàn trượt đây này. Ở đây nó có cái phần xi lanh đẩy ra. Đây hai bên này, nó có cái dây này là cái dây của cái cảm biến nhá. Cái này phần khung của nó cũng là bằng nhôm đấy ạ, nhưng không biết là cái gì. Đây bên trên có cả cái mã quét này. Cái này phần thân bản rộng 7 cm, tổng chiều dài được nó được 9.5 cm nhá. Cái này hình thức rất là mới luôn. Mẫu này thì có 2 chiếc, tổng combo 3 món, mẫu số 31 có giá là 100.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 32. 32 combo 2 chiếc nhá. Đây mẫu này, ở đây nó sẽ có cái phần cầu điện này. Bên dưới sẽ là cái phần thân nhôm, bên dưới có cả cái phần chân cài như này. Cái này thì để em xem mẫu này có đây. Đây bên trong này nó ghi là AC từ 50 đến 500V nha các bác. Hình thức cũng còn mới và đẹp. Tổng combo này là gồm 2 món của mẫu số 32, có giá là 100.000 2 chiếc. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 33. 33 bộ combo 3 món này. Cái này là bộ ban me bàn trượt nhá. Bên sườn này sẽ có cái nút ban me, hình thức còn mới và đẹp. Mặt bích này của nó hình vuông 6 cm nhá. 6 x 6 cm nha các bác. Đấy, mẫu này là có 2 chiếc rồi đây. Còn mẫu này ở đây nó thiếu một cái nút này. Thiếu một cái nút tinh chỉnh ở đây nhé, thiếu đồ này. Còn hai cái kia là còn nguyên đầy đủ, cũng là mặt bích nhôm luôn. Tổng combo 3 món mẫu số 33 có giá là 150.000 3 chiếc. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 34.
Đây 34 đây. 34 mẫu này. Cái này mặt bích của nó cũng là bằng nhôm này, mẫu ban me bàn trượt, cái này kích thước của nó là hình vuông 6 x 6 cm. Cái mẫu 33 thì nó sẽ là hàng di chuyển 2 chiều, thì các bác đang thấy mẫu 34 em đang cầm trên tay. Mẫu này sẽ là hàng di chuyển 4 chiều nhá. Nó là hàng kỹ thuật nên là nó di chuyển rất là từ từ và chậm chậm thôi. Cái phần nút ban me em thấy hình thức cũng còn mới và đẹp. Đây các bác này, ốc vẫn còn nguyên đầy đủ như này nhá. Cái này là mẫu số 34, combo này gồm 2 bộ, có giá là 250.000 là 2 chiếc này luôn nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 35, bộ combo gồm 2 chiếc áp. Chiếc đầu tiên, mẫu này là 10A dòng gió 30mm, ốc đang bị thiếu nhá. Cái này là hàng Hàn Quốc, hàng của LS các bác. Đây nó sẽ có 3 cái nút test như này. Đấy. À, cái này là bên dưới có cả chân cài, hình thức cũng còn mới đẹp, không có bị bể vỡ. Đây cái phần tem niêm phong bên sườn của nó vẫn còn, hàng tháo tủ nha các bác. Rồi tiếp theo, mẫu này thì ốc vẫn còn đầy đủ áp 3 cực này, bên dưới nó có một cái phần nắp bịt. À, mẫu này là 10A, cũng là hàng của LS, hàng Hàn Quốc nha, Made in Korea này. Điện 3 pha nha các bác. Đây bên sườn sẽ có cái tem như này. Cái phần tem niêm phong ở bên sườn này vẫn còn nguyên này. Hàng tháo tủ đẹp, mẫu này cũng còn nguyên, không có bị bể vỡ. Đối với cái loại to như này thì nó sẽ không có chân cài, các bác phải bắt ốc trực tiếp này từ bên dưới này. Đây nó có cái lỗ để các bác bắt ốc ở trên cái tủ điện nha. À, mẫu số 35 combo gồm 2 món, có giá là 200.000 ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 36. 36 là bộ combo gồm mấy cái quạt này. Cái này quạt của nó kích thước là 12 x 12. Điện này là điện bao nhiêu đây? Điện DC 24V nhá. Combo này đây em sẽ có là 5 chiếc. Quạt chưa kiểm tra đâu các bác. Mẫu số 36 có giá là 100.000. 100.000 là 5 cái nha các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 37. 37 là mẫu này. Mẫu này là điện DC 12V nhé. Kích thước của nó cũng là 12 x 12. Mẫu này có cái phần khung sắt ở đây này. Đấy. Ô cái này bị vỡ một cánh như này. Để tẹo em sẽ lấy một cái khác em bù vào nhé. Đây, tẹo nó bỏ cái này ra để bù lại một cái khác đầy đủ vào cho các bác nhé. Là sẽ lựa cho các bác cái mà còn nguyên, không có bị bể vỡ nha. Toàn bộ kích thước của nó sẽ là 12 x 12. Combo này tổng sẽ có 7 chiếc của mẫu số 37. Các bác chốt cho em có giá là 140.000 ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 38. 38 là một chiếc xi lanh bàn trượt này. Đây các bác này. Đấy, mẫu này là xi lanh hơi 3 ti nhá. Mẫu này phần ti hơi ở giữa đo được là 10 ly, bên ngoài đo được là 12, phần khung bằng nhôm ạ. Kích thước phần khung bản rộng 8.3 cm, tổng chiều dài phần khung được 26.5 cm này. Bên sườn đây sẽ có cái tem này. Cái này là hàng SMC nha các bác, phi 20 hành trình 200. Mẫu này hành trình nó đẩy ra này sẽ được là 20 cm nha các bác. Mẫu số 38, mẫu này của em có giá là 300.000. Cái này thì có một cái thôi. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 39. 39 là cái mẫu hộp số này. Đây các bác, bên dưới đây có một cái phần lỗ trục. Phần lỗ trục của em đo của nó là 8 ly. Phần mặt bích ở đem đo là 42. Phần trục của em đo là 16 á. Đây trên đây nó có cái tem này. Tem tỷ lệ là 80 trên 1 à. Đây các bác này. Kích thước phần thân, mặt bích ở đây bản rộng 6 cm nhá. Tổng chiều dài cả trục luôn khoảng 13.5 cm. Mẫu số 39 này. Cái mẫu này của em sẽ có giá là 300.000. Có một cái đâu cả, hình thức mới và đẹp quá. Rồi tiếp theo đây là mẫu số 40. Mẫu này phần trục đo được là phi 16. Bên trong đây có một cái phần lỗ trục đo được là phi 14 như này nha các bác. À, mẫu này là hàng Made in Taiwan, tỷ lệ là 1 trên 8 này. Phần thân mặt bích bản rộng 6.5 cm. Tổng chiều dài phần thân được 8.5 cm. Cả trục luôn là được 11.5 cm nhé. Mẫu số 40, cái chiếc này của em có giá là 300.000. Cũng có một cái các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 41. 41 đang có 3 chiếc này. Bên trên đây có một cái phần lỗ phần trục tròn đo được là phi 13. Phần lỗ trục bên dưới ở đem đo là 8 ly nha các bác. Mặt bích ở đem đo được của nó là 42. Cái này tỷ lệ của nó là 10 trên 1 ạ. Phần thân mặt bích bản rộng là 4.2 cm. Phần thân chiều dài 7 cm. Tổng cả trục là được 9.2 cm nhá. Mẫu số 41 hình thức rất là mới và đẹp luôn. Đây 3 cái này giống nhau cùng một loại luôn. Mẫu số 41 có giá là 180.000 một cái ạ. Tiếp theo đây là mẫu 42. 42 phần trục đo được là phi 13. Phần lỗ trục bên dưới đây em đo được của nó là 8 ly. Mặt bích ở đây em đo được của nó là 46 á. Chiều dài này. Phần thân chiều dài được 7.4 cm. Tổng cả trục là 9.5 cm nhé. Đây trên đây có cái tem tỷ lệ là 1 trên 10 nha các bác. À, cái này là mẫu số 42 có giá là 180.000. Cái này em có một chiếc thôi.
Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 43. 43 ở đây có bộ combo gồm mấy cái áp này. Cái này là áp đôi nhá, áp hai cực các bác. Điện 250V, ốc thì vẫn còn đầy đủ nhá. Cái này là 5A này, còn nó có 1A, 5A, 3A, 10A. Tổng combo này sẽ có là 7 chiếc, 8 chiếc các bác. Combo này gồm 8 chiếc của mẫu số 43 có giá là 140.000, điện 250V ạ, điện một pha bình thường. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 44. 44 là mẫu này, ở đây nó có cái phần khung bằng nhôm như đây. Đây, ở bên ngoài đây này, nó có các cái bi này các bác, nó giống như kiểu cái con lăn ấy, nó trượt trượt được nha. Mã bi của nó là 625 các bác. Cái này phần thân này. Cái này phần thân tổng chiều dài luôn. Tổng chiều dài phần khung của nó được 40.5 cm nhá. Đây bên trên này, để em xem nào. Cái này nó giống như kiểu cái ti trượt ti đẩy này các bác này. Đấy, nó có cái lò xo bên dưới. Đây này, khi mà kéo ra thì nó lại hút lại như này này. Đẹp lắm các bác, nhưng không biết là cái việc gì. Mẫu số 44, mẫu này của em có giá là 100.000 nhá. Rồi tiếp theo. Đây là mẫu 45. 45 là combo nha. Đằng sau đây sẽ có mấy cái cổng chân giắc cắm này, 8 cổng chân giắc cắm. Bên đây sẽ có một cái cổng chân giắc cắm điện DC 12V này. Phần thân mặt bích bản rộng 9 cm, chiều dài là 16 cm. Đây là chiếc đầu tiên. Chiếc thứ hai, ở đây hai bên có hai cổng chân giắc cắm này. Bên này có một cái cổng giắc cắm 3 chân. Ở đây nó có một cái tem này, xem nào. Điện từ 24 đến 30W các bác. Điện đầu vào từ 100 đến 240V. Điện ra là 24V. Cái này nó giống như kiểu cái cục nguồn ấy. Còn chiếc này là cái cục nguồn rồi, nhưng mà bị cắt đầu dây rồi các bác này. Đây nó có cái cổng chân giắc cắm 3 chân như này nhá. Điện đầu vào từ 100 đến 240V, điện ra 24V, 1.67A. Còn chiếc này cũng giống như dạng một cái cục nguồn các bác. Điện đầu vào từ 100 đến 240V, điện ra 24V nhá, 1A. Còn cái này ở đây, đây là có cái cổng chân giắc cắm này, bên dưới nó có hai cục lâm châm này các bác này. Còn đâu không thấy có cái gì cả. Cái này là combo gồm 5 món. Tổng 5 món mẫu số 45 có giá là 100.000 ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 46. 46 là một chiếc xi lanh. Cái này là cái xi lanh 3 ti hơi này. 3 ti hơi này, mẫu này là hàng SMC. Phi 16 hành trình 40 nhá. Đây nó sẽ đẩy ra hành trình là 4 cm. Phần khung bên dưới bằng nhôm nhá. Bản rộng xi lanh 6.5 cm, chiều dài phần thân của nó được 8.5 cm. Đây là cái phần khung nhôm, độ dày của nó là 1.2 cm này. Bản rộng phần khung 8 cm, chiều cao phần khung 8.2 cm nha các bác. Cái phần đế của cái xi lanh này cũng bằng nhôm luôn, hình thức rất là đẹp luôn ạ. Mẫu số 46, mẫu này của em có giá là 120.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 47. 47 là mẫu con lăn này. Cái này con lăn này, bên trong nó sẽ có cái phần trục bi nhá. Cái này phần trục của đem đo của nó là phi 12, phần thân con lăn đường kính 32. Cái này con lăn đẹp này, chiều dài phần thân của nó 21 cm, tổng cả phần trục luôn đo là 23 cm nhé. Mẫu số 47 có giá là 100.000 một chiếc ạ. Tiếp theo chuyển qua mẫu 48. 48 bộ combo của mình này. Mấy cái này kiểu như cái cục nguồn ấy, hàng tháo máy em chưa kiểm tra test đâu nha. Đây là có cái phần phích cắm hai chân này. Đây cổng chân giắc cắm của nó, điện đầu vào từ 100 đến 240V, điện ra 19V, 1.3A. Mẫu này cũng thế luôn. Còn cái này điện ra của nó là 9V. Còn cái cục này điện ra 19V 2.1A nhá các bác. Tổng combo 4 món mẫu số 49, mẫu số 48 ạ. Combo này có giá là 100.000 4 chiếc. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 49, bộ combo gồm cái này là cái phích cắm chân tròn nhá. Ở đây là có ra cái cổng chân giắc cắm 3 chân như này. Hình thức bạ chiếc này là còn đẹp mới nha. Cái này là 16A 250V này. Cái này bao nhiêu A đây? Cái này là 10A 250V. Cái chiếc này là 10A 250V, hình thức rất là mới luôn, như là hàng mới các bác. Combo 3 chiếc mẫu số 49 có giá là 100.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 50. 50 là bộ combo gồm các cái dây rắc như này. Dây rắc hình thức rất là mới và đẹp. Ở đây là có cái phần chân dẹt như này. Đây nó sẽ chuyển ra là có hai cái này, một cái màu tím và cái màu xanh này. Đây có cả mẫu này nữa. Đây là cái phần đầu tổng này, chuyển ra 5 cái rắc như này.
Để em xem là combo là bao nhiêu món này. 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 này, 7, 8, 9, 12, 13 món các bác. 4 luôn, 6 này, 8 này, 10, 13 món ạ. Tổng combo trong đây có 13 món của mẫu số 50, có giá là 200 ngàn nha các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 51. 51 là combo này gồm các cái đèn. Cái này phần thân đằng sau là nhôm, cái này hàng Hàn Quốc này, 12V này các bác này. Đây này, combo này có cái to cái nhỏ luôn nhá, lộn xộn nhiều lắm này các bác này. Hình thức như là hàng mới luôn, đều còn dây như này. Combo mẫu số 41, combo này có giá là 200 ngàn. Để em đếm xem là có bao nhiêu chiếc đèn trong này nhá. 1 này, 2 rồi đấy, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8, ui nó lằng nhằng quá, 9 này, 10, 11, 12, 13, 16 chiếc các bác. Tổng combo này có 16 chiếc của mẫu số 51, có giá là 200 ngàn. Chiếc nào cũng mới đẹp, không có bị bể vỡ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 52. 52 là cái này, cái này là cái cục biến tần này các bác, nhưng mà nó bị thiếu đồ nhá. Đây bên sườn này sẽ có cái tem như này, điện 200 đến 230V này, 3.0 kV Made in Korea nhá. Để em sẽ đo kích thước phần đế của nó này. Phần đế bản rộng 9.7 cm, chiều dài là 12.5 cm nhá. Số 52 có giá là 150.000, em có một chiếc thôi ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 52 rồi đến 53. Đây 53 đây. 53 là bộ combo các cái dây rắc này các bác này. Cái dây rắc này rất là mới và đẹp luôn nha. Dây đẹp không hề có bị đứt nối gì cả. Đây bên trên sẽ có 4 cái chân rắc như này. Còn đâu bên này, đầu bên này sẽ như này. Hình thức mới và đẹp lắm. Mẫu này nguyên một combo này đầy rổ luôn. Đấy, bác nào mà đang cần các cái mẫu này thì mình chốt này. Đây nó có cả loại này nữa này. Đấy. Đây như các bác. Đẹp lắm ạ. Không bị đứt nối hay bị cắt như nào đâu, còn nguyên zin luôn. Mẫu số 53. Các bác chốt cho em combo này có giá là 120.000 thôi nhá. Dây giá chưa bao giờ nó rẻ như vậy. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 54. 54 là bộ combo này. Ở đây nó sẽ có các cái đầu chân rắc như này. Hôm nay lâu lâu mới có dây rắc thôi. Và cái nào cũng đẹp. Đây nữa này các bác này. Cái này màu vàng nó biết là bằng đồng cái gì đây. Đây là các bác chốt combo này là của mẫu số 54. 54 là combo này có giá là 120.000 nha các bác. Đây 54 120.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 55. 55 là mẫu này. Mẫu này đang có hai sợi nha các bác. Đây, một đầu của nó sẽ có cái chân nhỏ này, một đầu này có cái chân rắc to như này nha các bác. Dây mềm, dây nó mềm đẹp mới không đứt nối. Không xước luôn. Mẫu số 55. Này là combo là 130.000, combo gồm 2 chiếc. Em chuyển qua mẫu 56. 56 là mẫu này, mẫu dây màu tím. Mẫu này cũng mới và đẹp lắm các bác này, dây dài nha. Dây dài nha, đây là cái phần chân rắc của nó này. Các bác có cần xem kỹ hơn thì mời các bác cứ qua Zalo em chụp ảnh nhá. Đây nó ghi là 5m này. Dây dài 5m nhá. Một cái dây có hai cái đầu chân rắc như này. Cái này là mẫu số 56, em bán giá là 100 ngàn một chiếc ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua 57. 57 là mẫu này. Ở đây nó sẽ có một cái đồng hồ hàng của CCLink này, SMC. Van ống hai bên, mẫu này của nó sẽ là ống 6 nhá. Bên trên này, cái phần chân rắc cắm của nó vẫn còn đầy đủ. Còn đây bên trên sẽ có cái cuộn dây điện như này. Đây bên trên này cũng có cái chân, hai cái đầu chân rắc cắm nhá. Dây mẫu này cũng dài, đẹp, không hề có bị đứt nha. Đây một đầu ba cái dây như này, à bốn đầu dây này các bác này. Mẫu này đẹp lắm nha các bác, hàng SMC. SMC Made in Japan đấy. Cái này là mẫu số 54, có giá là 200 ngàn. Bình thường về nó chỉ được cái này thôi này các bác này. Chuyến này nó có nguyên cả dây luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 58. Đây 58 là cái bộ này. Cái này kiểu như cái bộ bàn trượt đấy các bác. Đây bên sườn đây là cái phần dây. Dây này là cái dây của cái cảm biến nhá. Ba cái dây này thì là của ba cái cảm biến. Cái phần mặt bích này của nó bằng nhôm ạ. Đây em sẽ đo kích thước phần khung của nó, bản rộng là 12.5 cm. Tổng chiều dài phần khung này khoảng 17 cm nhá. Ở bên dưới này nó sẽ có hai cái phần trục tròn hai bên. Ở giữa này nó sẽ đẩy ra đẩy vào như này. Đây các bác này. Hình thức là đẹp mới.
Đây các bác, vào việc thì chốt nhá. Đây, nguyên cái ba cái dây này là có ba cái cảm biến vẫn còn nguyên, không hề có bị đứt này. Ở đây bên trên này, cái phần bàn trượt nó sẽ có cả cái kiểu nâng lên hạ xuống như này nữa nhá. Mẫu số 58 có giá là 150.000 ạ. Em chuyển qua mẫu 59. Đây, 59 và 60 nó gần giống nhau này. Cái này này, cái chữ trên này này nó khác màu ấy các bác. Đây này. Đấy, em để cận đi các bác sẽ nhìn thấy nó khác màu nhá. Đều là hàng của Mitsu nhá. Mẫu 59 trước này, hình thức em xem nào, mẫu này hình thức là còn mới đẹp, không có bị bể vỡ, ốc là còn nguyên đầy đủ. Mitsubishi điện DC 24V. Đây bên sườn đây sẽ có cái tem này, hàng của CC Link 24V made in Japan nhá. Đẹp lắm các bác. Em sẽ đo cái kích thước phần thân, bản rộng phần đế 5cm, chiều dài 18cm. Số 59 có giá là 200.000. Còn đây là mẫu 60. Ở đây bên trong nó có các cái số này. Một nửa bên này là màu trắng nha, bên nửa bên này là tem màu đỏ. Ốc này cũng còn nguyên đầy đủ. Bên dưới cũng có cái phần chân cài. Cái này cũng có cái logo của Mitsubishi điện 24V. Đây bên dưới này, bên sườn đây sẽ có cái tem hàng của CC Link đây nhá. Made in Japan, kích thước thì cũng bằng nhau các bác. Phần thân bản rộng 9cm, chiều dài 18cm, số 60 có giá là 200.000. Đấy, 60 và 59 là mỗi thứ là có một chiếc. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 61. Cái 61 là cái cục màu trắng này các bác. Nó thiếu một cái phần nắp chụp ở đây nhá. Thiếu một cái phần nắp chụp ở đây. Đây là đằng sau này, nó sẽ có cái nút cổng trên giác cắm hai chân, một nút công tắc bật. Cái đây là cái nút vặn điều chỉnh này. Mặt đây bên này nó sẽ có cái gì nhỉ? Cái quạt. Cái quạt với cả cái cổng trên giác cắm ba chân, điện 250V. Cái phần cầu điện nó thiếu mất một con ốc nha các bác. Các bác có thể kiếm thêm nhá. Cái này toàn chữ Hàn Quốc thôi các bác. Em sẽ đo sơ cái kích thước phần thân ạ. Cái này phần thân bản rộng là 9cm, chiều dài 11.5cm nhá. Chiều cao bên này đo được là 12.5cm ạ. Mẫu số 61 này, mẫu này của em sẽ có giá là 150.000 nha các bác. Đấy, mẫu này em có một cái thôi. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 62. Đây 62 là cái hộp này. Đây ở đây bên dưới nó sẽ có bốn cái chân đế này, nó sẽ để như này nhá. Và phần bên trên sẽ có một cái cổng chân giác cắm ba chân, cả nút công tắc bật này. Mặt trước đây sẽ có cái màn hình điện tử và các cái nút nhấn điều khiển. Em sẽ đo sơ cái kích thước của nó này. Cái này nó ghi trên đây là 16V 60W này. Phần thân bản rộng 8cm, chiều dài 11.5cm, chiều nghiêng được 8cm nhá. Mẫu số 62, hình thức đẹp, không có bị móp méo hay là bể vỡ gì cả. Có giá là 150.000 ạ. Chuyển qua mẫu 63. Đây 63 là mẫu này. Ở trên đây nó có một cái quạt này. À quên, một cái gì nhỉ? Một cái chổi ấy các bác. Ở đầu ngoài đây sẽ có cái phần bánh răng. Đây phần bánh răng nó sẽ di chuyển qua lại nha. Đây. Đấy. Nó quạt quạt như này, nó có nửa cái phần bánh răng như các bác, không phải nó bị thiếu đâu mà nó kiểu nó như vậy đấy. Ở đây bên trên bên sườn nó sẽ có các cái phần vỉ mạch, các cái dây điện của nó này. Còn cái phần đâu này lại ở đầu bên trong này này. Đây chỗ này này các bác này. Nó giống như một cái gì mà chỗ cái quạt của cái hút thổi ấy ạ. Này đường kính ở đây em đo của nó là 98 nhá. Phần khung mỗi này bản rộng 12cm, chiều cao là 14cm. Phần đế mỗi này chiều dài được 18cm nhá. Đây là mẫu số 63. Đây của em sẽ có giá là 100.000. Đây là các bác này, bên trong này. Nhìn hơi tối nhá. Nhìn nó khó, nhìn trực tiếp thì thấy rõ lắm các bác. Nhưng mà lên video nó cứ bị tối tối, khó nhìn bên trong quá. Mẫu số 63 100.000. Em chuyển qua mẫu 64. 64 là mẫu này. Mặt trước đây sẽ có một cái màn hình điện tử, các đèn báo này, nút công tắc bật, nút công tắc nhấn. Mặt đằng sau này, và đằng sau sẽ có cổng chân giác cắm ba chân, điện 250V, điện 1 pha nhé. Và đây là giác bốn cái cổng chân giác cắm các thứ của nó này. Kích thước hình kích thước hộp của nó này. Mẫu này phần thân bản rộng là 8cm, chiều dài đo được là 23cm nha các bác. Phần chiều nghiêng này của nó đo được là gần 20.5cm này. Đấy các bác có cần những các cái mẫu này nó có thể tháo được cái phần nắp ra này. Bác nào có cần xem cái nội dung bên trong thì mời các bác qua Zalo. Em sẽ chụp ảnh lại bên trong cho các bác xem nhé. Mẫu số 64 của giá là 200.000 các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 65. Đây như mẫu này cũng tháo được này. Cái này thì ở đây sẽ có cái nút công tắc này. Nút công tắc vặn cả cái phần màn hình mặt đằng trước. Phần thân mặt bích bản rộng là 8cm nhé. Chiều dài phần thân được 27cm. Chiều cao là được 20, anh như này,
Em xin lỗi, chiều cao được 10,5 cm nha các bác. Đây chiều cao em đo bên này này. Cái này là hàng Hàn Quốc nha. Ở đằng sau sẽ có cái cổng chân giác cắm 3 chân điện 250V. Và đây là các cái cổng chân giác cắm của nó này. Hình thức mẫu này còn mới và đẹp lắm các bác. Đấy, bên trong nó sẽ có các cái vỉ mạch này. Như cái mẫu này là cái mẫu này là đều tháo ra được này. Đấy các bác có cần xem hình thức bên trong thì có cần xem mẫu nào thì cứ bảo em tháo ra nhá. Mẫu số 65 có giá là 250.000. Còn bình thường là hàng về mà nó nguyên hộp như này là em không có tháo ra bên trong đâu. Ai mà có nhu cầu xem thì em mới khui thôi. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 66. Đây 66 là mẫu này. Đây, cái này phần khung ở đây bằng nhôm nhá. Ở trên đây nó sẽ có hai cái xi lanh bàn trượt này. Các cái đầu dây ống này của nó sẽ có ống 6 và ống 4 nhá. Còn bên đây này, nó sẽ có các cái chân giảm chấn này. Đấy, chân giảm chấn này. Một cái khung bên này sẽ có hai cái nhá. Bên này một chiếc, bên này một chiếc này. Đấy thì hai cái khung xi lanh sẽ có hai chiếc chân giảm chấn. Hai trên dưới này sẽ có là một bên này này. Cái nằm ngang như này di chuyển trái phải như này sẽ là hai chiếc xi lanh bàn trượt. Còn cái phần di chuyển lên trên như này, đây, mỗi một bên cũng sẽ có một chiếc này, kiểu như nó song song, nó nằm song song với nhau nhá. Mặt trước bên trên đây sẽ có hai cái đồng hồ, hai cái van đồng hồ này, nó còn nguyên cái phần nắp bảo vệ bên ngoài luôn nhá. Mặt đằng sau này, đây mặt đằng sau sẽ có một cái cốc lọc hàng SMC, các cái đầu van ống vẫn còn đầy đủ nhá. Hình thức đẹp các bác, đây em sẽ đo kích thước của cái mẫu này. Mẫu này nó có cả một cái đầu chân rắc cắm như này này các bác này. Mẫu này phần thân bản rộng là 22 cm, chiều dài đo được là 38 cm ạ. Mẫu số 66, lúc đầu em có giá là 300.000. Cái mẫu này thì em có một chiếc thôi. Đây cái phần tay nắm nó sẽ bên dưới có một chiếc này và bên trên có một chiếc nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 67. Đây 66 bỏ qua một bên này. Đây là 68 này thì 67 đâu rồi ta? À đây 67 đây. 67 là mẫu con lăn, cái này con lăn bằng nhựa nhá. Cái phần chân gối này của nó sẽ là bằng nhôm ạ. Phần chân nhôm của nó rất là dày nha các bác. Đây độ dày em đo được của nó là 1.5 cm, nó sẽ có trục bi xoay được nha. Phần thân con lăn mẫu này chiều dài được 9.3 cm. Còn đường kính ở đây em đo được là 5.5 cm nha các bác. Phần chân gối bản rộng 5 cm, chiều cao là được 20 cm nha các bác. Mẫu số 67 này, mẫu này của em có giá là 140.000 một chiếc. Mẫu này em đang có hai chiếc, đều rất là mới và đẹp ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 68. Đây 68 là mẫu này. Mẫu này nó có cái phần khung là bằng sắt nhá. Ở trên đây nó sẽ có là 6 cái van đồng hồ, nhưng một cái này nó bị hỏng rồi các bác này. Còn đâu mà 5 cái này là vẫn còn nguyên. Phần màn hình còn nguyên đẹp. Nó sẽ có các cái nút nhấn điều khiển. Đằng sau nó sẽ có các cái van như này. Đầu van ống thì sẽ là ống 6. Còn đây là cái cụm dây điện của nó nhá. Cái chân rắc cắm của nó vẫn còn nguyên như này luôn. Mẫu số 68 này. Cái này là hàng điện là 12 hoặc là 24V nha các bác. Mẫu số 68 nguyên cả một khung như này. Của em có giá là 200.000 nha các bác. Đấy, khung sắt nha. Cái này thì chiều dài phần khung sắt là được 34 cm. Bản rộng là 6.3 cm nhá. Đây bản rộng bên này. Đấy, mẫu số 68 này là 200.000 bộ này, các em có một bộ thôi. Tiếp theo chuyển qua mẫu 69. 69 là một cái mẫu hộp chống sét này. Ở đây nó sẽ có các cái phần dây điện này các này. Dây điện bằng đồng họ cắt rồi nhá. Kích thước phần thân mẫu này em đo. Bản rộng là được 10 cm, chiều dài là 16 cm nhá. Đây ở bên sườn nó sẽ có cái tem này. Đây nó ghi là 275V, 20kV này. Em biết là hàng Hàn Quốc hay là hàng Nhật đây. Đây bên này là các cái kiểu cái sơ đồ đấu ấy các bác, sơ đồ đấu điện nhá. Mẫu số 69 này, mẫu này của em có giá là 250.000. Cái này em có một chiếc thôi nha các bác. Còn nguyên đẹp không có bị bể vỡ ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 70. 70 mẫu này thì em đang có mấy chiếc luôn này. Này nó có cả cái phần dây điện này. Điện 10A 250V. Phần thân bản rộng là 12.5 cm, chiều bên này 13 cm này. Chiều cao của nó được 12 cm nhá. Đây là mặt đằng trước đây, nó sẽ có cái tem này, AC 7kV này các bác. Đây là có hai cái phần nút như này. Còn phần đằng sau này. Đằng sau nó sẽ có một cái nút công tắc bật này các bác. Đây, nút công tắc bật này. Đấy. Đây 250V này.
Đây, cái phần dây điện này, cái phần chân này của nó đang bị cong lên một chút, tẹo thì lắn xuống cho các bác nhé. Cái phần đế nó không ảnh hưởng gì. Mẫu số 70, hình thức rất là mới và đẹp. Mẫu này của em có giá là 250.000. Mẫu này thì hiện tại em đang có cả cái loại mà y chang kích thước như này thôi, nhưng mà cái mặt tiền của nó này nó có cái tem màu xanh như các bác. Tem màu xanh. Đấy, bác nào có cần xem thêm, tham khảo thêm mẫu đấy thì mời các bác qua Zalo nhé. Cũng giá cũng bằng tiền cái mẫu này các bác, 250.000 một chiếc. Vừa tiếp theo chuyển qua mẫu 71. 71 là một cái mẫu cụm nguồn này. Ở đây là cái cụm dây điện chân rắc cắm của nó nhé. Đây em kích thước phần thân bản rộng 15cm, bên này của nó được 14cm nhé. Ở đây này. Ủa, cái này bị vỡ cái ấy rồi mà ta. Nó bị vỡ cái quạt ở đây rồi các bác này. Đây để em sửa số này, mẫu này thành 100.000 nhá. Cái này lúc nãy là không để ý này. Đây 100.000 nha các bác. Nó bị vỡ cái quạt rồi, về các bác thay quạt nhá. Ở đằng sau thì nó sẽ có một cái cổng chân rắc cắm này. Chân cắm ba chân, nút công tắc bật của nó to đẹp chưa? Đây bên sườn nó sẽ có cái tem này. Điện đầu vào từ 100 đến 240V, điện ra có 3.3V, 5V và 12V. Cái này công suất là 400W nhé. Hình thức nhìn sơ là còn đẹp. Cái này là phần khung bên ngoài của nó đây. Các bác không cần, mình có thể tháo rời ra cái phần khung này nhé. Nó bắt bằng con ốc đấy, các bác tháo rời ra là ok luôn. Nó sẽ gọn gọn lại. Dây điện đằng sau thì vẫn còn nguyên đầy đủ. Một cái cụm dây rất là nhiều các cái chân rác như này. Mẫu số 71 có giá là 100.000 nha các bác. Chuyển qua mẫu 72. 72 là mẫu này. Ở đây là có một cái quạt này. Cái này phần thân bản rộng là 14cm, bên này là 15cm nhá. Cái phần dây rắc các thứ này, đầu dây điện họ buộc vào đây là vẫn còn nguyên nhá. Em xem cái tem này. Đây trên đây có cái tem điện đầu vào từ 100 đến 240V, điện ra có 3.3V, 5V, 12V. Mẫu này công suất là bao nhiêu đây? 700W. Mẫu này là 700W nhá. Ở đây bên đây sẽ có cái chân rắc cắm ba chân như này, nút công tắc bật này. Mẫu số 72 có giá là 150.000. Những cái hàng này thì em lại không nắm rõ lắm, nên là bác nào mà làm chuyên rồi biết chuyên về cái hàng này thì mình hãy chốt nhá. Mẫu này có cả các cái phần dây điện đây. Phần thân mẫu này bản rộng 15cm, bên này 14cm này. Ở bên đây nó có mấy cái cổng chân rắc cắm nữa này các bác này. Đây đằng sau sẽ có một nút công tắc, cái cổng chân rắc cắm 3 chân. Mẫu này là 750W này, điện đầu vào từ 100 đến 240V, điện ra có 3.3V, 5V, 12V. Đây mẫu này là 750 nhá. Mẫu số 73 có giá là 150.000 chiếc này. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 74. 74 là cái này. Bên dưới sẽ có bốn cái phần chân đế này. Mặt đằng trước sẽ có nút công tắc bật, cái này giống như cái phần đếm số của nó này. Còn đây là các cái nút vặn điều chỉnh nhá. Đằng sau sẽ có cổng chân rắc cắm 3 chân, điện AC từ 110 đến 240V nha các bác. Kích thước phần thân của mẫu này. Mẫu này phần thân bản rộng là 12.5cm, chiều dài đo được là 21.5cm nhé. Mẫu số 74 này có giá là 180.000. Mẫu này nó cũng có vít để có thể mở ra để xem được nội thất bên trong này. Các bác có cần xem lại thì mời các bác cứ chọn số em sẽ chụp ảnh lại nhé. Số 74 180.000 một cái, mẫu này em đang có 2 chiếc. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 75. 75 mẫu này cũng đang có 2 chiếc này. Cái này là chữ Hàn Quốc nhé. Ở trên đây nó ghi là 24V 60W này. Phần thân bản rộng là bao nhiêu đây? 14cm, chiều dài là 22cm nhé. Mặt trước sẽ có nút công tắc bật và các cái nút nhấn điều khiển này. Cái này nó giống như cái hộp điều khiển của các cái đèn LED ấy các bác. Cái này đằng sau sẽ có cổng chân rắc cắm 3 chân, 4 cái cổng chân rắc cắm của nó này. 12 hoặc là 24V. Điện đầu vào từ 100 đến 220V này, 60W nhá. Hình thức mới và đẹp. Mẫu số 75 có giá là 200.000 các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 76. 76 là mẫu này, cái này nó bằng nhôm nha các bác. Cái này phần thân ở đây đường kính em đo được của nó là 27cm này. Còn cái phần bên này, cái chiều bên này em đo được là 9cm nhá. Đây là cái phần bên dưới của nó này. Ở đây đường kính em đo được là 39cm. Tổng chiều cao mẫu này đo được là 15cm nha các bác. Cái này hình thức là cũng còn đẹp, mới không có bị móp méo gì đâu. Mẫu số 76. Cái chiếc này của em có giá là 300.000. Nó bằng nhôm ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 77.
77 là cái một cái motor. Cái này là motor sạc vô nhá. Phần đầu trục này của nó là phi 14. Phần thân bản rộng 6 cm, phần thân chiều dài là được 11.5 cm, tổng cả trục là 14 cm. Con này là của Mitsubishi AC sạc vô motor 119V 200W. Cái này ở bên sườn sẽ có 3 cái cổng, chân giác cắm cũng còn nguyên như này. Mẫu số 77 có giá là 150.000 nha các bác. Con này như em đang có 2 chiếc này. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 78. 78 là một cái mẫu, cái này kiểu như cái mâm xoay xài điện đấy các bác. Đây bên dưới này sẽ có các cái dây điện họ cắt như này, rồi bên trên đậy thế này. Cái này phần thân của nó bằng nhôm nhá. Cái này mặt bích bên trên này, đường kính khoảng 13 cm, còn phần bên dưới đường kính là 11.5 cm. Chiều cao mẫu này được 11 cm nhá. Đây ở trên đây là có cái tem này, Made in Korea này. Đây là có cái phần tem như này. Cái phần tem là nó gần màu giống như cái sản phẩm của nó, thân của nó, nên là hơi khó nhìn. Đấy. Cái này là mẫu số 78 nha các bác, có giá là 250.000. Cái này hôm trước cũng có một chiếc mà có bác không chốt kịp này, hôm nay mình chốt lại giúp em nhá. Mẫu này đẹp lắm luôn này. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 79 ạ. Cái mẫu 78 kia thì hiện tại mới chỉ có một chiếc thôi. Đây còn đây là mẫu 79 này. Cái này nó giống như một cái motor. Đây bên trên nó sẽ có cái cổng chân giác cắm cả cái phần dây điện họ cắt như này rồi nhá. Em sẽ đo kích thước phần thân của nó trước. Mặt bích bên trên đường kính 16 cm, với tổng chiều cao khoảng 15 cm nhá. Đây nó sẽ có cái phần trục xoay như này. Đây bên trên đây có một cái tem này. Cái này nó ghi là điện 1 pha AC 200V nha các bác, đến 270V 650W ạ. Phần bên trong này, cái này motor bên trong của nó sẽ là bằng đồng nhá. Đấy, trục quay rất là êm. Đây là có cái phần thân mặt bích ở đây bằng nhôm này. Cái này là mẫu số 79 ạ. Mẫu này của em sẽ có giá là 400.000 một chiếc. Mẫu này thì em đang có 4 chiếc này. Đây các bác chốt thoải mái luôn. Tiếp theo là mẫu 80. 80 là mẫu quạt này. Cái này kiểu như cái quạt y ông ấy các bác. Đây này, quạt y ông này. Đây nó sẽ có cái nút vặn như này. Phần thân bản rộng 14 cm, chiều dài, chiều cao là gần 23 cm. Phần chiều nghiêng của nó là được 8.5 cm nhá. Mặt đằng trước này, cái phần nắp bảo vệ vẫn còn. Mặt đằng sau cái phần nắp của nó vẫn còn nhá. Ở đằng sau nó sẽ có cái tem này, điện 110V hoặc là 220V này các bác. Đây là có hai cái ô. Đây, cái phần dây điện thì họ cắt rồi. Đây là có ba cái phần sợi dây điện như này. Cái này là mẫu số 80. Cái này của em có giá là 200.000 một chiếc. Mẫu này thì em đang có là 4 cái. Đây này, ở bên sườn đây là cái phần cái gì nhỉ? Cái con ốc để nó siết cái chân ấy. Các bác không cần, mình có thể tháo rời cái chân này ra được nhá. Cái chân này của nó bằng sắt nha. Mẫu số 80 200.000 một cái ạ. Rồi tiếp theo đây là mẫu 81. 81 là mẫu này. Ở mặt trước đây nó có hai cái tay nắm này. Mặt trước sẽ có một cái màn hình điện tử, các cái nút công tắc nhấn với cả nút vặn nha các bác. Nút vặn điều khiển. Kích thước phần thân này, bản rộng là 14 cm, chiều dài mẫu này đo được là 43,5 cm nhá. Còn phần đằng sau này, đây, mặt đằng đuôi đây sẽ có các cái cổng chân giác cắm với cả cái quạt này. Quạt này nó ghi là điện DC 24V nhá. Còn cái phần bên dưới này nó có cái tem là điện 3 pha 220V này. Đấy, các cái cổng chân giác cắm, đây là cái mấy cái cổng chân giác cắm của nó nha. Cái này là mẫu số 81 các bác. Mẫu này của em có giá là 800.000. Cái này em có một chiếc thôi. Mẫu này thì hình như em có ăn, nhưng là mẫu này hôm trước em có đăng ảnh ở trên Zalo đấy. Các bác có thể qua Zalo để mình xem tham khảo thêm ảnh về cái mẫu này nhá. Mẫu nào các bác chưa xem được kỹ thì các bác cứ chọn số vào trong Zalo, em sẽ chụp ảnh lại. Rồi tiếp theo đây là mẫu 82. 82 mẫu này có cái phần thân bên ngoài này của nó bằng inox nhá. Đây là mặt đằng sau này, nó sẽ có cái cổng chân giác cắm 3 chân, điện từ 110 đến 240V. Đây. Cái này kiểu như cái tạo y ông ấy. Đây mặt đằng trước đây sẽ có các cái nút nhấn điều khiển với cả cái màn hình điện tử ở đây. Mẫu này phần thân bản rộng là được 15.5 cm, chiều dài là 20 cm nhá. Tổng chiều cao là 11 cm. Mẫu số 82, mẫu này thì em đang có mấy chiếc luôn ấy. Mẫu này có giá là 200.000 một cái. Đấy, các bác có cần xem kỹ lại hình ảnh mặt trước, mặt sau thì mời các bác cứ qua Zalo em sẽ chụp ảnh nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 83. 83 là cái hộp mà điều khiển này. Cái này là hộp điều khiển của motor sạc vô nhá. Ở đây bên sườn sẽ có một cái chỗ cổng mà, cái này là cái chỗ màn hình điện tử với cả các cái nút nhấn điều khiển này. Phần cổng chân giác cắm là vẫn còn đẹp mới, không có bị bể vỡ nhá.
Phần thân bản rộng là được 14 cm, bên này chiều dài được 16 cm này. Hàng made in Japan. Dây điện này từ 200 đến 230V. Con này công suất 100W, hình thức còn mới đẹp. Đây mặt đằng sau đây, nó sẽ có một cái phần nhôm ở đây, thân nhôm ở đây nhá. Mốt số 83 có giá là 200 ngàn một chiếc. Mốt này thì em đang có 6 chiếc nha các bác. Bác nào mà mua hết cả 6 chiếc chuyển khoản miễn ship luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 84 là cái mẫu hộp mà cái màn hình. Cái này màn hình nó bị vỡ rồi nha các bác. Cái này bên ngoài nó có cái phần khung, khung của như bằng inox hay sao này. Đây là có cả hai cái bản lề này. Còn đây bên trong sẽ là cái khung của màn hình nhá. Phần khung của nó bản rộng là 24 cm, chiều dài bên này em đo là 31.5 cm nhá. Còn đây là cái phần mặt đằng sau này. Mặt đằng sau nó sẽ có cái chỗ này là cổng chân giắc cắm điện 12 hoặc là 24V. Đây trên đây nó có cái tem này, điện 12 hoặc là 24V, công suất là 56W nhá. Đằng sau thì ok đấy các bác. Cổng chân giắc cắm nó cũng còn nguyên. Nó mặt trước đây. Mặt trước thì ít khi nhà em là giữ được cái màn hình nguyên các bác. Hầu như về toàn bị vỡ. Mẫu số 84 có giá là 150.000 một cái nha các bác. Đấy. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 85. 85 là một mẫu con lăn này. Cái này con lăn bằng sắt nhá. Phần thân của nó đường kính là được 34. Cái này bên trong của nó sẽ có cái trục bi nó xoay được như này nha các bác. Nó xoay tròn được đấy ạ. Một bên có gối này, còn bên kia thì không có bác, về chế thêm nhé. Phần thân này chiều dài đo được là 58 cm, hình thức là còn đẹp ok đấy ạ. Mẫu số 85 có giá là 100 ngàn một chiếc các bác, còn em còn có một chiếc thôi. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 86. Đây 86 đây. 86 là một mẫu con lăn cao su. Cái này một đầu có phần gối này. Gối này của nó là trục phi 12 nhá. Đây phần trục phi 12. Phần thân con lăn đường kính là 45. Chiều dài phần thân của nó sẽ là 50 cm nhá. Ở đây bên đầu đây sẽ có một cái phần đầu trục như này. Mẫu số 86 này có giá là 120.000 một chiếc. Mẫu này thì hiện tại em đang có 4 chiếc. Còn đây là mẫu 87, một cái mẫu trục con lăn bằng sắt nha các bác. Kiểu nó sắt đặc nha các bác. Đây này, phần bên này thì tròn nhưng bên đây sẽ có một cái đoạn nó phẳng như này. Ở đầu ngoài đây là có cái bi này, mã bi là 6004. Phần trục đầu trục bên ngoài này của nó sẽ là phi 20 nhá. Còn phần thân mẫu này đường kính là phi 40. Chắc là nó đặc ruột đấy các bác, tại em cầm nó nặng lắm. Phần thân mẫu này chiều dài đo được là 57.8 cm nhé. Tổng cả phần trục luôn là được 64 cm đấy ạ. Đây là mẫu số 87. Cái cây này của em có giá là 150.000. Tiếp theo đây là mẫu 88 này. 88 là mẫu này. Ở đầu đây nó sẽ có một cái trục tròn là trục tròn phi 25, trục tròn sắt đặc. Ở đầu cái đoạn ngoài đây thì sẽ là cái đoạn này là trục phi 20 nhé. Bọc bên ngoài của cái trục phi 25 này sẽ là một cái vòng cái sắt này. Cái sắt này là phi 40. Đây là có cái phần lò xo này. Đấy, cái mã của cái bi gối này là 205 nha các bác. Đây cái phần trục nó sẽ quay như này. Ở đầu bên trên đây của cái phần trục nó sẽ có một cái đoạn ren này là phi 25. Đây em sẽ đo cái chiều dài của cái tổng cả sản phẩm của cây này nhé. Đây cái đoạn mà phi 40 này thì chiều dài được 37 cm. Còn nếu em đo tổng cả trục này là sẽ keo hết từ bên kia sang hết đây luôn là được khoảng 80 cm. Mẫu số 88. Cái cây này của em có giá là 200 ngàn nha các bác. Trục tròn mẫu này của nó này là trục tròn đặc ruột nha. Đây này cái cây chỗ trục tròn phi 25 này. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 89. 89 là mẫu con lăn này. Cái này con lăn em nghĩ nó đặc ruột đấy các bác, tại vì cầm nó nặng á. Ở đây trên phần thân con lăn này nó sẽ có một cái đường rãnh như này. Đầu ngoài của con lăn nó có một cái phần trục là phi 20, bên trong này là phi 25. Phần thân con lăn đường kính bên trong này là 48 này, đầu ngoài này thì nhỏ hơn, đầu ngoài này là 46. Phần bên trên đây có một đoạn trục tròn này của nó là phi 25 nha các bác. Đây, phần thân con lăn mỗi này chiều dài em sẽ đo được là 27 cm. Tổng nguyên cả sản phẩm luôn là từ đầu trục bên kia kéo hết sang đây được 74 cm. Mẫu số 89, mẫu này của em hiện tại có giá là 150.000 một chiếc. Mẫu này thì có khoảng tầm 10 chiếc. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 90. 90 là mẫu này. Đây là một cái mẫu dây bi trượt rất là to nha. Đây các bác, mẫu này bản dây của nó là 44. Đây chiều nghiêng này. Chiều nghiêng mẫu này em đo là 38 nha. Kích thước của bi này, bản rộng của bi mẫu này được 85. Chiều dài của bi là được 13.5 cm nha các bác. Phần thanh dây mẫu này, đây chiều dài này, thanh dây mẫu này chiều dài được 56 cm. Cái này sẽ gồm là một dây và hai bi trượt. Bi thì trơn chu nhẹ nhàng. Mẫu số 90 có giá là 430.000 một cây.
một cây như hình đấy nha các bác, rồi gồm một dây và hai bi trượt nha. Đấy, dây bi thì trơn tru nhẹ nhàng nha các bác. Mẫu này thì hiện tại em đang có là 4 cây. Còn đây là mẫu 91. Đây các bác, mẫu 91 này. Mẫu này của nó là bản dây là 45. Bản dây 45 nhá. Chiều nghiêng này. Chiều nghiêng mẫu này đo được là 38. Cũng là cái bản là dây lớn á. Kích thước của bi bản rộng là 85 này. Phần chiều dài của bi là 13,5 cm. Phần thanh dây mẫu này chiều dài em đo được là 78 cm. Mẫu này thì các bác sẽ có là một dây một bi trượt, có giá là 400.000. Đây, mẫu này là 400.000 nha các bác. Mẫu này thì cũng đang có vài cây. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 92. 92 là cái mẫu này. Này đây là có kiểu như cái con lăn ấy, đây là có cái phần trục này, phần trục bên trong nó sẽ quay được nhá. Ở đầu ngoài đây có một cái phần gen này. Này phần gen đo được là 29. Phần trục tròn, phần đầu trục tròn em đo được là 24 nhá. Phần thân con lăn mẫu này đường kính là được 82. Cái phần thân của nó có các cái đường kẻ caro nha các bác. Chiều dài phần thân con lăn là được 18,5 cm. Tổng cả chiều dài cả trục luôn được 40 cm. Số 92 này. Đây cái phần trục bên trong nó có bi này, nó quay êm nha. Số 92 cái mẫu này của em có giá là 300.000. Em có một cái thôi. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 93. 93 mẫu này nó có cái phần con lăn nó có trục bi ấy, nhưng mà cái trục của nó đang hơi cứng một tí. Về các bác tra dầu thêm nhá. Phần trục của em đo là phi 17. Phần thân con lăn đường kính là 59 nhá. Con lăn bằng sắt ạ. Chiều dài này. Phần thân của nó chiều dài ở đây em đo được là 58,5 cm. Tổng cả phần trục hai đầu là 63 cm. Số 93 có giá là 150.000 một cây. Cái này cũng đang có vài cây. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 94. 94 đây. 94 là mẫu này nó bằng sắt nha. Ở đây nó có hai cây trục tròn là phi 38. Đây, trục tròn là phi 38 nhá. Bên dưới sẽ có cái phần chân đế này, còn bên trên này cái đường kính của cái phần thân màu xanh này, đường kính em đo được là 79 ạ. Đây, cái mặt ủi nó nặng các bác. Cái này mặt bích rồi, cái phần đế này đo được là 80. Chiều dài cái phần thân màu xanh này là 8 cm. Tổng chiều dài cả trục luôn đo được là 47 cm nha các bác. Đây cái phần trục này, nó sẽ đưa lên hạ xuống được, nó không có bi đâu nha các bác. Bên trong nó không có bi đâu. Nó là cái miếng sắt nha. Còn đây cũng là cái trục sắt luôn, đế cũng là đế sắt luôn. Cái này là mẫu số 94 này, cái này là 800.000 hai cây này nha các bác, 800.000 hai cây. Tiếp theo chuyển qua mẫu 95. Đây để em bỏ gọn 94 sang đây đã này. Đây 95 là mẫu con lăn này. Cái này phần trục này của nó là phi 20, trục tròn sắt đặc. Cái phần bánh nhông này của nó là 7 ly này. À, trên cái phần thân này, cái phần thân của con lăn nó sẽ có các cái đường kẻ caro chéo chéo nha các bác. Phần thân mẫu này đường kính là bậc 70. Cái này là nguyên zin, nó có cái đường kẻ caro nha các bác, chứ không phải là nó bị hỏng đâu ạ. À, phần thân mẫu này con lăn chiều dài được 14 cm. Còn nếu mà đo tổng cả phần trục hai đầu luôn thì em sẽ đo là khoảng 52 cm nhé. Mẫu số 95 này. Đấy, cái này của em sẽ có giá là 150.000 một chiếc. Mẫu này thì hiện tại em đang có khoảng 3 hoặc là 4 cái. Tiếp theo chuyển qua mẫu 96. 96 là hai cây trục tròn này. Cái này là của nó là hai cây trục tròn này là phi 20, trục tròn sắt đặc nhá. Ở trên đây này, mỗi một cây nó sẽ có một cái đoạn kiểu như còn giống như cái thanh răng ấy các bác, cái phần gen gen ở đây này. Không biết là nó tháo cái máy gì ra mà nó có cái phần gen ở đây. Cái cây phi 20 này thì chiều dài được 52 cm. Em sẽ bán theo combo nhá, gồm hai cây này là của mẫu số 96, combo hai cây có giá là 100.000. Còn đây là mẫu 97. 97 là cái cây này là cây trục tròn phi của nó là phi 30, trục tròn sắt đặc phi 30 nha các bác. Cái này thì chiều dài đo được là 52 cm. Cái cây này của em thì sẽ có giá là 100.000 một cây. Mẫu này thì hiện tại có khoảng tầm 5 đến 6 cây. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 98. Ôi chết rồi. 98 là mẫu này. Mẫu này sẽ là cái cây trục tròn phi 25, trục tròn sắt đặc. Ở đầu đây sẽ có một cái đoạn phần gen này. Cái phần gen này của nó cũng là phi 25 luôn nhá, sắt đặc ruột nha các bác. Mẫu này thì phần trục tròn là được 62 cm. Tổng cả phần gen là 70 cm. Mẫu số 98. Cái này thì của em sẽ có giá là 100.000 một cây. Mẫu này cũng đã có vài cây. Rồi tiếp theo để em bỏ gọn mấy cái cây trục tròn này và để em quay mẫu 99 nha. Đây, 99 là mẫu này. Đây là cái cây vít me bi.
hai đầu sẽ có gối nha các bác. Đây đầu bên kia cũng sẽ có gối như này. Đây vít me bi quay rất là êm và trơn tru nhá. Vít me thì thẳng đẹp, không hề có bị cong vênh đâu ạ. Phần đầu trục là phi 10 ly, phần vít me là phi 15 nha các bác. Cái phần bát gen này bên ngoài nó cũng có một cái phần mặt bít để đỡ nhá. Các bác không cần mình có thể tháo rời ra được. Em đo nguyên tổng cả chiều dài phần gối và phần trục luôn sẽ được là 89 cm. Còn hành trình di chuyển của nó sẽ được là 75 cm nhá. Hành trình dài nhưng mà cũng không hề có bị cong vênh, trơn tru và đẹp lắm các bác. Vít me sáng đẹp, mẫu số 99 này. Cái cây này em có giá là 200.000. Nếu bác nào có nhu cầu mua cây này thì mình chốt nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 100. 100 là cái cây trục tròn này. Ở đầu ngoài đây nó có một cái bi này các bác. Cái này của nó là trục tròn là phi 25 nhá. Trục tròn sắt đặc. Phần bên ngoài đây nó có một cái phần áo này là của cái áo này của nó là phi 40. Bên trên đầu đây sẽ có một cái phần đoạn ren này. Đấy, nó giống cái mẫu nào nhỉ? Nó giống cái mẫu 68 ấy ạ. Cái phần mà phi 40 này thì chiều dài em đo được là 41,5 cm. Đo nguyên tổng cả phần trục luôn là được 70 cm nhá. Cái cây 100 này của em có giá là 150.000 một chiếc. Mẫu này thì hiện tại là đang có tầm 4 chiếc. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 101. 101 là một chiếc tay quay. Cái này là cái tay quay. Mẫu này đường kính đo được là 16 cm nhá. Đây nó có một cái phần tay nắm như này. Phần lỗ ở đây em đo được của nó là mười mấy đây? 13. Phần lỗ này của nó là 13 nhá. Còn đường kính là 16 cm. Mẫu số 101 này. Mẫu này của em có giá là 150.000. Hàng giày đẹp nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 102. 102 là cái mẫu này. Cái mẫu này kiểu như cái mẫu khung dẫn hướng dây các bác. Cái này bằng sắt nhá. Bên trên đây nó sẽ có một cái phần màu xanh này. Cái phần màu xanh này sẽ là cái phần khung đế này. Các bác bắt ốc vào đây và nó sẽ có cái phần chân đấy, hai lỗ để bắt ốc này. Bên trên đây sẽ có là các cái bu ly này. Đấy, ba cái bu ly. Một cái phần khung sẽ có ba cái bu ly như này nhá. Phần khung của nó dày và đẹp lắm các bác. Đảm bảo là các bác nhận hàng mẫu này chỉ có ưng thôi. Cái này là mẫu số 102. Mẫu này thì của em sẽ có giá là 70.000 một chiếc. Hiện tại mẫu này đang có là 10 chiếc nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 103. 103 là một bộ dây trượt. Bộ dây này rất là mới và đẹp nhá. Cái này kiểu nó dây kiểu dây trượt mang cá này. Phần dây bản là 20, chiều nghiêng bên này của nó là 20 luôn. Mẫu này sẽ gồm 4 bi luôn nhá. Phần bi bản rộng là 43, chiều dài là 70. Thanh dây trượt mẫu này chiều dài là được 33 cm. Các bác đang thấy bộ này sẽ gồm 2 cây dây và 4 bi trượt. Mẫu số 103 này có giá là 270.000 cái bộ này nhá. Cái này chắc em chỉ còn có một bộ thôi. Bi trơn tru và đẹp lắm. Rồi tiếp theo đây là mẫu 104. 104 là cái mẫu vít me này. Ở đầu đây sẽ có cái phần gối này. Phần gối nhôm nó có bi, có gối đầy đủ nha. Trên mỗi một cây trục thì sẽ có một cái bát gen. Cái này phần vít me đo được là phi 12. Đầu bên ngoài đây sẽ có một cái phần gối bằng nhôm này. Một cái phần bu ly nha các bác. Đấy. Nó có cả cái miếng cao su để đỡ chống va đập như này. Mẫu này đo nguyên tổng cả chiều dài của nó sẽ được 50 cm. Còn hành trình di chuyển của vít me được 32 cm nhé. Số 104 này. Mẫu này của em sẽ có giá là 100.000 một cây thôi. Mẫu này hiện tại đang có khoảng tầm 6 cây. 6 cây là giống nhau cùng kích thước. Nó sẽ đầy đủ gối hai đầu cho các bác nhé. Và đầu ngoài kia cũng sẽ có cả bu ly luôn ạ. Mẫu 104 các bác có cần xem thêm hình ảnh thì mời các bác cứ vào trong Zalo. Mình cần xem mẫu nào thì mình báo em, mình cứ chọn số em sẽ chụp ảnh lại nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 105. 105 ở đây em đang có cái mẫu này là cái con lăn. Mẫu này là con lăn bằng sắt nhá. Đây, mẫu này ở bên trong đây sẽ có một cái phần lỗ trục là phi 15. Phần thân con lăn đường kính là 90, chiều dài của nó đo là 76. Mẫu số 105 này có giá là 140.000 một cây. 140.000 một cái. Mẫu này thì hiện tại đang có khoảng tầm 4 cái. Tiếp theo đây là mẫu 106. Mẫu này là bằng nhôm nhá. Nó có một cái phần rãnh ở giữa này. Bên trong nó cũng có một cái phần lỗ trục này là phi 15. Chiều dài của con lăn là 76. Mẫu này đường kính là được 94. Mẫu 106 này có giá là 150.000 một chiếc nha các bác. Đây là mẫu 107. Mẫu này cũng là bằng nhôm. Bên trong có một cái phần lỗ trục là phi 15. Phần thân con lăn chiều cao, chiều dài của nó 72 mm. Đường kính là 85. Con lăn nhôm đẹp lắm các bác. Mẫu số 107. Mẫu này có giá là 150.000 một chiếc. Còn đây là mẫu 108. Bên trong của nó sẽ có cái phần trục bi này.
Mabi của nó này, Make in Korea. Mabi là 6 này đây, 6205. Phần thân con lăn thì nó sẽ bằng kích thước với cả mẫu 107. Chiều dài là 72, đường kính là 85. Số 108 này sẽ có giá là 180.000. Đấy bác, cái này là con lăn tháo ở máy băng tải nhá. Các bác có thể chế về chế thêm cả được cái bàn xoay cũng rất là ok luôn. Bi trơn tru nhẹ nhàng, không có nghe tiếng kêu luôn các bác. Các cái mẫu con lăn này thì em có đăng ảnh ở trên Zalo đấy. Các bác có thể qua Zalo để mình xem tham khảo thêm về các cái thông số với cả hình ảnh của nó nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo. Các bác xem video cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới bên em đăng lên kênh mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn theo dõi và ủng hộ shop em ạ.